các thông tin thú vị về Chiori trong Genshin, bạn của Ayaka. Mặc dù hiện tại sống ở Phong Tên nhưng hồi còn bé cô ấy sống ở Inazuma. Lúc nhỏ Chiori rất là ham chơi thích rong rủi khắp nơi và một lần tình cờ trèo vô nhà Kami Sato, Chiori đã có cơ hội được gặp Ayaka lúc cô ấy làm rơi đồ gần một bức tường. Chắc là chỗ này không hiểu bằng cách nào mà Chiori trèo lên đây được nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó cả hai vừa gặp đã thân và họ nói chuyện rất vui vẻ nhưng tình bạn này kết thúc rất nhanh khi Chiori bị phát hiện và đưa ra khỏi phủ. Mõ rất hỗn là một nhà thiết kế rất là nổi tiếng nên cô ấy phải tiếp xúc với với rất là nhiều vị khách và không phải ai trong số họ cũng là người dễ nói chuyện. Có rất là nhiều vị khách rất hãm luôn tìm cách bắt bẻ và với tính cách thẳng thắng đụng là trụng luôn của mình thì Chiori sao mà chịu ép vế được cô ấy sẽ chửi sấp mặt kẻ địch luôn. Nặng hơn thì nhất định sẽ bị ném ra ngoài. Kính cửa hàng của Chiori phải thay khá nhiều lần trong tháng đấy. Chiori và Kirara khi Chiori còn ở Inazuma có một con mèo với đôi mắt xanh luôn đi theo mỗi khi Chiori ra ngoài tìm cảm hứng để thiết kế trang phục mới. Chú mèo này đặc biệt thích những tấm vải mà cô ấy mang theo. Đây chính là hồi Kirara chưa hóa hình. Có thể xem như đây là một người người bạn thời chiori mới tập làm thiết kế mãi cho đến khi cô ấy rời inazuma đến phong tên